Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 8, câu 18 đến câu 22. Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Đức Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Một môn đệ khác thưa với người: "Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta rất hay hoài niệm, thậm chí sống một cách trọn vẹn cái quá khứ của mình. Nếu chuyện đã qua càng bi thảm, ta càng gặm nhấm nó. Ta quên mất quá khứ đã qua, dù có cố tái hiện, chẳng những không làm được gì hơn, mà còn đem đến muộn phiền, mệt mỏi. Bằng lời dạy, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, Chúa Giêsu mời gọi ta hãy ngừng lại những hoài niệm. Hãy vui và bằng lòng với hiện tại, để có thể tín thác mạnh mẽ cho tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Có tập quên quá khứ đau buồn, ta mới dễ dàng tha thứ cho tha nhân, nhất là cho những ai đã từng gieo rắc những nghiệt ngã trên đời ta. Chúng ta là những người sống, hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại của người sống trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Đừng đào bới mồ mả của những gì đã qua đời để khóc than hay nguyền rủa. Không trách móc nhưng tha thứ cho tha nhân. Ta cũng đừng moi chính lỗi lầm hay thiếu sót của mình trong quá khứ để tự trách. Đành rằng, lỗi lầm là kinh nghiệm cho sự từng trải. Nhờ đó, ta đứng lên, biết đi về phía Thiên Chúa, biết thường xuyên ăn năn tội. Nhưng một khi đã sống tình trạng phục sinh của đời sống mới, ta cần chôn lấp quá khứ để càng nhận ra tình yêu của Chúa, càng biết cảm tạ Chúa đã tha thứ cho ta, mà dễ dàng đón nhận, yêu thương, tha thứ cho anh chị em. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết là một lời mời gọi đầy yêu thương mà Chúa Giêsu gửi đến mỗi chúng ta, những người đang sống giữa trần gian còn nhiều cạm bẫy, nhiều bóng tối của cám dỗ, của tội lỗi, để chúng ta khôn ngoan tìm lẽ sống thật trong sự công chính, tìm đường thánh thiện hướng về cùng đích đời đời. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết cũng là lời Chúa Giêsu mời gọi tôi và bạn hãy luôn tỉnh thức chọn lựa chính Chúa là lẽ sống khôn ngoan của mình. Hãy nghe lời Chúa để vui sống với hiện tại tuyệt vời. Hãy tập trung tất cả năng lực vào hiện tại để làm cho đời sống thêm ý nghĩa, thêm tốt đẹp. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống giây phút hiện tại. Xin cho chúng con biết dùng thời gian chính Chúa ban hôm nay để làm giàu nhân đức, làm giàu công bình, làm giàu bác ái, làm giàu lẽ sống trong Chúa của chúng con. Amen.